Editor, Su, Su 231 Beta, Hạ Lan tâm nhiên, không có gì, loại chuyện này có nói với thẻ người tốt cũng không có tác dụng gì, lại không giúp được gì, cho nên vẫn không nên nói đến, đỡ phải giải thích chi phiền cho Phức. Tịch kính vốn không phải người thích gây sự vô cớ, hắn biết sơ tranh có việc, nhưng mà cô không muốn nói với mình, cho nên hắn cũng không hỏi. Trở lại chỗ ở, tịch kính đẩy sơ tranh đi tắm. Làm gì thế? ta còn chưa muốn tắm, cô cứ tắm trước đi, tịch kính đẩy sơ tranh đi. Sơ tranh không hiểu, đã bị đẩy vào nhà tắm rồi, cô đành phải tắm trước. Chờ cô tắm xong ra ngoài, phát hiện trong phòng một mảnh đen kịt, tịch kính, xoẹt, một đám lửa nhỏ của nến sáng lên, chiếu dọi khuôn mặt tịch kính, trước người hắn bày một cái bánh ngọt bằng miệng bát, phía trên cắm một ngọn nến. Sơ tranh sừng sốt, chậm rãi đi qua trực tiếp vớt tịch kính lên ôm vào trong lòng. Sinh nhật cậu à, tịch kính dãy rủa lại bị sơ tranh ấn đến gắt gao, khẩn trương lắc đầu, không phải. Sơ tranh gác cầm trên hõm vai hắn, vậy cậu làm gì đây? Giọng nói của tịch kính rất nhỏ, không, không có ý gì, chỉ là muốn ăn bánh cùng cô thôi. Hà, một tiếng, hà, kia của sơ tranh không biết biểu đạt ý gì. Tịch kính thấp thỏm hỏi, không, không thể sao, đương nhiên có thể sơ tranh không nhanh không chậm nói cậu muốn làm gì cũng có thế dù sao mi cũng là thẻ người tốt của ta lên trời hái sao đó là không thể nào tịch kính như thở phào một hơi kéo tay sơ tranh có thể cùng nhau thổi nến không cũng không phải sinh nhật thổi nến cái gì sơ tranh không nói câu tiếp theo ra trầm mặc kéo bánh ngọt vào gần một chút ánh sáng từ nến xua tan bóng tối soi bóng hai người lên cửa sổ phía sau ngọn nến phù một tiếng bị dập tắt, căn phòng lâm vào trong bóng tối. Mười phút sau, tịch kính bị ép co lại trong lòng sơ tranh, đang cầm thìa múc bánh ngọt múc từng thìa nhỏ ăn. Trường nào thì sinh nhật cậu, tôi sao? Tịch kính siết chặt thìa, chỉ chỉ mình. Ừ, tịch kính liếm liếm kem trên môi, chậm rãi nói, tháng 2. Ngày mấy, 19, 19 tháng 2, phải sang năm mới có thể làm sinh nhật cho hắn à? tịch kính dùng thìa chọc bánh ngọt một hồi lâu sau hắn lên tiếng hỏi sang năm cô còn ở đây không sơ tranh giơ tay xoa đầu hắn đương nhiên ở về sau tôi đều ở đây tịch kính chớp mắt ẩn ẩn có ánh sáng vui sướng lưu động thật vậy sao ừ tịch kính vui sướng một lúc lại suy sụp không yên hỏi vậy cô sẽ bỏ lại tôi sao tại sao phải bỏ cậu lại thẻ người tốt có thể tùy tiện ném đi sao ta không muốn sống à sự tồn tại của tôi chính là bất hạnh mẹ hắn ngoài ý muốn mang thai hắn sau khi sinh ra hắn bởi vì sợ lời đồn đãi xung quanh mà mang oán hận với hắn về sau lại đi thẳng một mạch ông ngoại bởi vì muốn chăm sóc hắn mà chịu không ít tội có đôi khi tịch kính hoài nghi sự tồn tại của mình có phải là một sai lầm không hắn không nên tồn tại cậu gặp được tôi rồi giọng nói của sơ tranh cắt ngang suy nghĩ miên man của tịch kính hắn quay đầu nhìn người bên cạnh hắn nghe thấy tiếng của cô giống từ chân trời xa xôi truyền đến cậu sẽ trở nên may mắn có người nói với hắn hắn sẽ trở nên may mắn tịch kính đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ cô cô nhất định không được bỏ tôi lại tôi sẽ thật ngoan thật nghe lời ừ sẽ không tịch kính ôm cô không buông tay ngược lại có xu thế càng ôm càng chặt tịch kính tịch kính không trả lời cô sơ tranh tiếp tục hỏi cậu khóc sao tôi không có cô từng nói con trai không thể tùy tiện khóc hắn mới không có thật sao ừ tịch kính dùng giọng mũi rất nặng rõ ràng là đang nói dối vậy cậu buông tôi ra trước đi không muốn tịch kính nhỏ giọng cự tuyệt sơ tranh cắn răng nhưng mà cậu bôi đầy bánh ngọt lên quần áo tôi rồi ta mẹ nó lại phải thay quần áo lần nữa có phiền không chứ tịch kính tịch kính hoang mang rối loạn buông sơ tranh ra sơ tranh liếc mắt một cái liền trông thấy hốc mắt hắn đỏ ửng không phải nói không khóc sao không không rơi nước mắt tịch kính nhỏ giọng cãi lại được thôi cậu nói không có thì không có đi sơ tranh ôm hắn đặt ngồi bên giường bánh ngọt trong tay cũng không tịch thu sau đó một lần nữa đi tắm rửa thay quần áo tịch kính nghe thấy tiếng nước trong toilet như có như không lắc lư chân sơ tranh vén rèm đi ra tịch kính lập tức ngồi thẳng toàn thân đều viết hai chữ ngoan ngoãn sơ tranh đi tới thuận thế xoa tóc hai cái mau đi tắm rửa đi tịch kính trượt xuống giường giơ tay cào cào đầu tóc lộn xộn của mình lấy quần áo của mình đi tắm rửa đợi tịch kính tắm xong đi ra sơ tranh đã nằm xuống đang xem điện thoại tịch kính đi tìm chăn chuẩn bị ngả ra đất ngủ kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm ra được chăn chăn của tôi đâu tịch kính kiên trì hỏi sơ tranh vứt rồi mí mắt của sơ tranh cũng không thèm nâng lên tí nào vứt mặt mũi tịch kính tràn đầy khiếp sợ tại sao chứ cậu không cần nữa chứ sao sơ tranh ra vẻ đương nhiên tịch kính tủi thân vậy tôi ngủ thế nào sơ tranh buông điện thoại vươn tay về phía hắn dù sao buổi tối cậu cũng tới đây như vậy miễn cho cậu lại đánh thức tôi tịch kính Tất cả chăn và thảm sơ tranh đều vứt hết rồi, bây giờ chỉ còn lại chỗ của cô, Tịch Kính còn có thể làm sao nữa?" Hắn cứng người một hồi lâu, chậm chạp đưa tay qua, tiếp nhận điều khoản lưu manh của Sơ Tranh. Mỗi ngày Sơ Tranh đều suy nghĩ xem làm sao để nuôi Tịch Kính tốt hơn một chút, lại tốt hơn chút nữa, thay đổi nơi mua đồ ăn cho hắn. Mặc lại càng không phải lo, sau lần đầu tiên Sơ Tranh dẫn hắn đi mua quần áo, sau này quần áo hoàn toàn không cần hắn thử, đều trực tiếp mua về cho hắn mặc. Trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa của tịch kính lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Từ một nhóc đáng thương lôi thôi lếch thách, biến thành một thiếu niên tinh xảo xinh đẹp. Các hộ gia đình xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên, đây giống như hoàn toàn biến thành người khác, tâm tình của sơ tranh lại không tươi đẹp mấy. Thời gian đếm ngược chỉ còn lại có hơn 50 giờ thôi nhà hàng xa hoa nào đó bành tổng chuyện này tôi thật sự không đủ sức lực nếu không ông lại tìm người khác thử xem vẻ mặt người đàn ông tiếc hận lắc đầu đứng dậy rời đi bành văn siêu ngồi lại trên ghế mặt xám như cho tàn nếu công ty của ông ta còn không kéo được tài chính thì sẽ triệt để đi đời nhưng mà bây giờ ai cũng tránh né ông ta ai cũng không chịu giúp đỡ dường như bành văn siêu nhớ tới cái gì đó lấy một tấm danh thiếp từ ví tiền ra ngay trước lúc ông ta xuất phát đến nơi này đã gặp phải một người đàn ông người đàn ông kia cho ông ta tấm danh thiếp này nói nếu cần có thể tìm hắn ta người đàn ông kia có chút kỳ quái lúc ấy bành văn siêu vội vàng đi qua không để ý nhiều lắm nhưng mà cộp cộp bành văn siêu vừa gọi vào số điện thoại trên tấm danh thiếp trước mặt bỗng có một chai rượu được đặt xuống thật ngại quá tôi không gọi bành văn siêu ngẩng đầu lên mới phát hiện người đưa rượu cũng không phải nhân viên công tác của nhà hàng mà là một cô gái nhỏ dáng vẻ xinh đẹp editor yuri yuri yibeta hạ lan tâm nhiên tận đến khi đối phương rút danh thiếp trong tay ông ta đi mặt không cảm xúc ngồi xuống đối diện mình bành văn siêu mới hồi phục lại tinh thần cô là cô gái ăn mặc đơn giản nhưng khí chất và dung mạo không phải người bình thường có thể so sánh được ngón tay sơ tranh kẹp lấy tấm danh thiếp kia khẽ lung lay ông có rắc rối sơ tranh không nhận được thông tin của mục tiêu giao dịch tự nhiên cũng không có cách nào phát danh thiếp nhưng mà cô có thể cướp giống như phản lam lần trước vậy cho dù ngụy dập phát danh thiếp chỉ cần cô có thể cướp được cũng có hiệu quả giống nhau cô là ai bành văn siêu nghi hoặc nhìn sơ tranh người có thể giúp ông bành văn siêu chỉ là muốn tài chính lưu truyền mà thôi chuyện này đối với sơ tranh mà nói là quá đơn giản. Thời gian mục tiêu giao dịch đi vào không gian kia là có hạn chế, sơ tranh bảo Bành Văn Siêu buổi tối đến tìm mình. Bành Văn Siêu đồng ý, nhưng buổi tối ông ta cũng không tới. Sơ tranh có một loại dự cảm xấu, cô muốn vào chỗ kia thì phát hiện không thể đi vào được. Ngụy dập cướp trước, thất sách, cô nên nhốt Bành Văn Siêu lại trước, tiểu tỷ tỷ, quấy dày một chút, người khác đều là bảo vệ trước, vì sao đến chỗ của cô lại là nhốt lại thuận tiện bảo vệ ông ta ta không mệt sao mi cho rằng ai cũng xứng được ta bảo vệ sao vương giả nói không lại sơ tranh lựa chọn trầm mặc sơ tranh có chút sầu thời gian bây giờ của cô không còn nhiều lắm sơ tranh không có cách nào cắt ngang giao dịch của bành văn siêu và ngụy dập nhưng mà cô có cách khác sơ tranh đứng ở dưới lầu công ty bành văn siêu đeo một cái kính dâm lớn rất có phong phạm đại lão, nếu như phía trước cô không có cây cột cản trở. Sơ tranh kéo kính dâm xuống, vụng trộm quan sát bên ngoài. Sơ tranh kêu vương giả một tiếng, tiểu tỷ tỷ. Vương giả cảnh giác, tiểu tỷ tỷ chủ động gọi nó, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nhưng lần này vương giả nghĩ sai rồi, sơ tranh chủ động nói, phát cái nhiệm vụ. Ngày hôm nay trời có mưa vàng sao, tiểu tỷ tỷ thế mà lại chủ động yêu cầu phát nhiệm vụ nó không ngừng kiên trì lâu như vậy cuối cùng cũng cảm hóa được tiểu tỷ tỷ cô đã biết chỗ tốt của có tiền rồi sao vương giả hào hứng vừa định phát nhiệm vụ thì lại nghe sơ tranh nói chục triệu trở lên mặc dù vương giả cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cuối cùng tiểu tỷ tỷ cũng chịu chủ động phá sản hưng phấn đè lên nghi hoặc vương giả hào hứng phát nhiệm vụ một tiếng sau hưng phấn của vương giả bị vả tới không còn gì toàn bộ hệ thống như sống không còn gì lưu luyến tiểu tỷ tỷ sao có thể an phận phá sản chứ cô vậy mà lại cầm tiền này đi hại bành văn siêu tiểu tỷ tỷ cô là người sao vương giả đau lòng nhức óc ôm hy vọng với tiểu tỷ tỷ quả thật là muốn chết sơ tranh mi còn quản ta phá sản kiểu gì nữa hả à? hoàn thành nhiệm vụ không được sao lắm yêu cầu như thế chính mi đến đi không Cô như vậy bảo ta làm thế nào đây, vương giả sắp bị sơ tranh ép điên rồi. Nói cho cùng giao dịch này cũng không phải là tự dưng mà thay đổi được, vẫn cần thời gian và tác dụng khác phát huy, chậm rãi hình thành chuyển biến. Bây giờ công ty của Bành Văn Siêu có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không phải là trực tiếp không sao nữa. Nếu như không có ai quấy rối, có lẽ công ty sẽ không có việc gì mà đứng lên, kết quả bây giờ sơ tranh lén lút đâm một dao ở sau lưng ông ta công ty vừa có khởi sắc lại sắp thất bại bành văn siêu gấp đến độ bốc lửa vô cùng lo lắng rời khỏi công ty đi tìm ngụy dập sơ tranh chậm rãi đi ở phía sau bám theo bành văn siêu bành văn siêu rẽ trái rẽ phải không biết rẽ đến chỗ nào xung quanh đều trở nên trống trải cuối cùng bành văn siêu ngừng lại trước một tòa biệt thự ông ta xuống xe đi thẳng đến cửa sắt khắc hoa còn chưa kịp nhấn chuông cửa bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người một cước đá vào trên cửa sắt khắc hoa cửa sắt vang lên một tiếng rồi ngã xuống tiếng gió gào thét mà qua bành văn siêu còn chưa thấy rõ người kia đã không còn hình bóng nữa bành văn siêu vừa đi qua là người sao không phải bành văn siêu vội vàng chạy vào bên trong chờ khi bành văn siêu đi vào chỉ nhìn thấy cô gái trước đó từng gặp mặt một lần đứng trước cửa sổ sát đất đang mở trừ cái đó ra thì không còn thứ gì khác bành văn siêu nhìn quanh bốn phía không nhìn thấy bất cứ kẻ nào ngụy tiên sinh đâu sơ tranh đóng cửa sổ sát đất lại nghiêng đầu sang chỗ khác âm u nhìn bành văn siêu không phải tôi bảo ông đến tìm tôi sao bành văn siêu cũng coi như một tay già đời tung hoành thương trường lúc này đối đầu với ánh mắt sơ tranh ông ta lại hơi sợ hãi mình sợ hãi một cô gái nhỏ Chuyện này mà nói ra ngoài không phải là để người ta cười đến rụng răng sao? Bành Văn Siêu cho mình thêm chút can đảm, nói, "Ngụy tiên sinh tìm được tôi trước, lúc ấy ông ta cũng dự định đi tìm Sơ Tranh, ngay lúc ông ta chuẩn bị đi, Ngụy Dập đã đợi ở bên ngoài." Dù sao người tới tìm Bành Văn Siêu trước cũng là Ngụy Dập. Trên tấm danh thiếp kia cũng viết tên của Ngụy Dập, Bành Văn Siêu đương nhiên sẽ dễ dàng tin tưởng Ngụy Dập hơn. Huống chi Ngụy Dập còn nói Cô gái này không có ý tốt." Sơ Tranh đại lão không có ý tốt lạnh giọng hỏi ông ta, "Hắn ta giao dịch gì với ông?" Mục tiêu giao dịch không thể chọn, nhưng nội dung giao dịch lại có thể thay đổi. Chuyện này, Bành Văn Siêu ấp úng, không chịu nói. "Sơ Tranh không? Có nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp đánh ngã người ép hỏi, hắn ta giao dịch gì với ông?" Bành Văn Siêu nằm dạp trên mặt đất, chật vật hô, "Thời gian, thời gian 10 năm." Sơ Tranh mẹ nó con chó điên ngụy dập này to gan như thế sao có thể dùng thời gian làm giao dịch chuyện này sau khi nguyên chủ lên làm thương nhân thời không được một thời gian mới biết nhưng giao dịch này đối với thương nhân thời không mà nói là bị cấm tuyệt đối như vậy cũng giống như bảo bạn kiếm tiền mà bạn lại đi cướp ngân hàng vậy vi phạm quy tắc này sẽ phải chịu xử phạt ra sao sơ tranh cũng không rõ nhưng tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng Ngụy dập lại trắng trợn giao dịch thời gian, vậy không phải cô cũng có thể sao? Tiểu tỷ tỷ, khuyên cô không nên khiêu chiến quy tắc của vị diện. Vương giả nhắc nhở sơ tranh. Sơ tranh, ta nghĩ cũng không được, ai biết cô suy nghĩ xong rồi có thể đột nhiên muốn làm một lần hay không? Dù sao cô cũng nghĩ nhiều thế mà, vương giả mệt cả tim, nhớ tiểu tỷ tỷ sát vách, nó không hy vọng xa vời rằng tiểu tỷ tỷ nhà mình giống với tiểu tỷ tỷ sát vách. Nó chỉ mong ước cao xa rằng tiểu tỷ tỷ đừng nghĩ đến những chuyện đáng sợ này nữa. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Bành Văn Siêu trên mặt đất, ông cho rằng ông còn bao nhiêu thời gian. Đáy lòng Bành Văn Siêu hơi hồi hộp một chút. Có, có ý gì? Sơ Tranh không đáp lại, trừ cái này, hắn ta còn muốn cái gì? Bành Văn Siêu càng muốn biết đáp án của vấn đề phía trước hơn. Vừa rồi cô nói lời kia là có ý gì? Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh, trả lời vấn đề của tôi. Bành Văn Siêu đối đầu với ánh mắt sơ tranh, không khỏi có chút rụt rè. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói khô khốc, sau khi tôi chết, 50% tài sản thuộc về hắn ta, xem ra ngụy dập không chỉ muốn có thời gian, mà còn muốn tiền. Sơ tranh buông ra bành văn siêu, đứng dậy đi sang bên cạnh, mặt mày lãnh đạm nói, thời gian còn lại của ông không đủ 10 năm, giao dịch hoàn thành ông lập tức sẽ chết. Bành văn siêu trừng lớn mắt, sao có thể sơ tranh ông muốn tin hay không thì tùy sơ tranh quay người rời khỏi biệt thự vừa rồi có lẽ ngụy dập ở đây có thể là phát giác được cô tới nên đã lập tức chạy editor yuri yuri yibeta hạ lan tâm nhiên bành văn siêu đuổi theo sơ tranh ra ngoài lời cô vừa nói đều là sự thật tôi lừa ông có ích lợi gì trong đầu bành văn siêu hỗn loạn tưng bừng không biết nên tin tưởng ai Cô làm sao chứng minh được lời cô nói là sự thật? Bành Tiên Sinh, tôi không cần thiết phải chứng minh đó là sự thật với ông. Ông tin thì tin, không tin thì thôi, đối với tôi mà nói cũng không có tổn thất gì. Sơ Tranh nói xong cũng đi, giống như thật sự không quan tâm ông ta có tin hay không. Bành Văn Siêu, Bành Văn Siêu đứng tại chỗ, hoảng loạn lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số lưu trong điện thoại kia. Nhưng mà trong điện thoại chỉ có nhắc nhở băng lãnh số điện thoại bạn gọi không có thật mặc kệ ông ta gọi mấy lần cũng đều nhận được âm thanh nhắc nhở đó bành văn siêu nhìn về phía sơ tranh bên kia sơ tranh đã khởi động xe chuẩn bị rời đi bành văn siêu cất di động vào trong túi nhanh chóng chạy về phía sơ tranh bên kia ngăn cô lại cô có cách có thể giúp tôi đúng không cô gái trong xe hững hờ phun ra một chữ có bành văn siêu bành văn siêu ngồi trong xe hoảng loạn không ngừng hỏi sơ tranh cùng một vấn đề tôi và hắn ta đã đạt thành hiệp nghị vậy thời gian của tôi có còn ở đây nữa không giao dịch không hoàn thành hắn ta không thể lấy thời gian của ông đi bành văn siêu nghe xong yên tĩnh một hồi sau đó lại tiếp tục hỏi sơ tranh không thể nhịn được nữa ông có thôi đi không còn hỏi nữa thì cút xuống dưới bành văn siêu sơ tranh ném bành văn siêu ở chỗ cách công ty ông ta không xa nói với ông ta lấy đồ vật cần trao đổi ra, sau đó nhanh chóng đem đến cho cô. Bành văn siêu nửa tin nửa ngờ, giấu tâm tình thấp thỏm trong lòng rời đi, đầy đầu đều là thời gian của ông ta vậy mà còn không tới 10 năm, 10 năm sau ông ta phải chết, không, có lẽ không phải 10 năm. Bành văn siêu ngơ ngơ ngác ngác trở lại công ty, vừa mới vào công ty liền thấy trợ lý của mình hấp tấp chạy tới, bành tổng, vừa nhận được tin tức mới nhất, bên kia sẽ không hủy hợp đồng với chúng ta nữa hà đầu óc bành văn siêu hỗn loạn tưng bừng không biết trợ lý đang nói gì một hồi lâu sau ông ta mới phản ứng được thật sao thật ạ à? mặt mũi trợ lý tràn đầy kích động vừa rồi bọn họ gọi điện thoại tới nói không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý bành văn siêu ẩn ẩn kích động lên quá tốt rồi công ty của ông ta vẫn còn có thể cứu nói như vậy đây có phải là thật sự có hiệu quả không Cậu giúp tôi đi làm một chuyện." Bành Văn Siêu túm lấy trợ lý, vẻ mặt nghiêm túc bàn giao, "Nhất định phải tự làm, không thể để cho bất cứ kẻ nào biết." Trợ lý bị Bành Văn Siêu làm cho khẩn trương theo, "Bành tổng." "Chuyện gì?" Bành Văn Siêu bảo trợ lý ghé tai tới, thấp giọng bàn giao với cậu ta vài câu. Bên ngoài công ty, Sơ Tranh ngồi ở trong xe, cầm cái kính viễn vọng nhìn vào bên kia. Điện thoại thông qua, âm thanh từ bên kia truyền tới. Sơ tranh tiểu thư, chúng tôi đã làm theo lời dặn dò của cô. Ừ, sơ tranh cúp điện thoại, sơ cầm suy nghĩ. Cô không xác định nhiệm vụ này cuối cùng có thể tính thành của mình hay không. Bây giờ cô và Ngụy Dập đều tham dự vào cuộc giao dịch này, cuối cùng giao dịch thành công hay không, còn phải do nơi giao dịch thời không phán định. Nếu như không tính, thì cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ chết, không phải là kéo ngược lại bây giờ chờ bành văn siêu giao đồ cho cô cuối cùng xem phán định thế nào cái hệ thống nát của nguyên chủ không giống với vương giả nó không thể giao lưu chỉ lạnh lùng cho thấy nhiệm vụ và kết quả sơ tranh dự định đi theo bành văn siêu toàn bộ hành trình miễn cho ngụy dập chạy đến cướp người sơ tranh mò xuống ngực khăn quàng đỏ trước ngực lại tươi đẹp hơn nữa rồi bành văn siêu vẫn chờ ở công ty chuyện của công ty có quá nhiều ngay cả thời gian nghỉ ngơi ông ta cũng không có sơ tranh ở phía dưới chờ đến phát chán gửi cho nhóc con nhà cô một tin nhắn bảo ban đêm hắn tự trở về nhóc con trả lời ngay lập tức tịch kính cô có chuyện rất quan trọng sao sơ tranh ừ tịch kính ồ sơ tranh phảng phất như nhìn thấy chút mất mát trong một chữ kia trong đầu nghĩ về dáng vẻ tội nghiệp của nhóc con kia sơ tranh rất muốn đi đón hắn chính sự quan trọng xảy ra chút gì ngoài ý muốn cuối cùng người nằm ở chỗ này chính là cô tịch kính vậy lúc nào cô về sơ tranh sẽ hơi trễ không cần chờ tôi đóng kỹ cửa lại tịch kính ư ừ, tôi chờ cô tịch kính tôi đi dọn dẹp trước chuẩn bị tan ca sơ tranh ư ừ, chắc là tịch kính tan làm rồi trực tiếp gọi điện thoại cho sơ tranh bây giờ tôi trở về nhà sơ tranh có thể nghe thấy tiếng bước đi của tịch kính ngẫu nhiên có người đi qua, tịch kính thấp giọng nói chuyện với cô, cách điện thoại, giọng nói của hắn có vẻ hơi đáng thương. Sơ tranh nhẫn nại tính tình không tắt điện thoại, nghe hắn liên miên lại nhảy nói những việc lặt vặt. Tịch kính đột nhiên hỏi, nghe tôi nói những lời này, có phải rất phiền không? Sơ tranh trong xe điên cuồng gật đầu. Nếu không phải vì mi là thẻ người tốt, thì ta đã sớm tắt điện thoại rồi. Không có, sơ tranh trái lương tâm nói đến phi thường trôi chảy cậu nói tôi nghe sẽ không phiền sao ôi tổ tông mà ta nào dám thấy phiền sẽ không tịch kính vui vẻ hơn sáng mai tôi muốn làm bữa sáng cho cô được chứ cậu không đi làm ừ ông chủ nói cho tôi nghỉ ngơi một ngày tịch kính ngoan ngoãn nói được chứ được giọng nói của tịch kính mang theo mấy phần nhảy cẫng vậy cô thích ăn gì cái gì cậu cũng biết làm sơ tranh nói chúng tim đen đâm đến tịch kính nói không ra lời tịch kính cũng chỉ biết làm mấy món đương nhiên không có khả năng cái gì cũng biết vậy cô muốn ăn gì tôi sẽ học tôi học rất nhanh tịch kính cam đoan với sơ tranh sẽ không làm cô thất vọng đâu cậu tùy tiện làm tôi đều thích sơ tranh ngừng một chút chỉ cần là cậu làm thẻ người tốt làm không dám không thích tịch kính bên kia đột nhiên yên tĩnh lại một hồi lâu sau cũng không lên tiếng tịch kính tịch kính sơ tranh ngồi thẳng thân thể đang hoài nghi có phải tịch kính xảy ra vấn đề gì rồi không thì giọng nói của tịch kính vang lên lần nữa hàm hàm hồ hồ a à, thật xin lỗi vừa rồi tôi đang suy nghĩ nên nấu món gì cho cô không được đột nhiên im lặng hù chết người ngày nào cũng lo lắng xem mi có bị đập hay đụng chỗ nào không mẹ già cũng không quan tâm như ta đâu ưm ừ, biết rồi sơ tranh nghe thấy âm thanh lên lầu có lẽ là đã đến nhà sss đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng hút khí mi tâm sơ tranh nhảy lên một cái sao thế không sao trượt chân tịch kính rất nhanh đáp lại tôi về đến nhà rồi bị thương không không đâu giọng nói của tịch kính rất bình thường bên kia có tiếng mở cửa ngay sau đó là tiếng đóng cửa sơ tranh hỏi hắn muốn cúp điện thoại không tịch kính ea một tiếng không muốn vậy cậu để đó làm việc của mình đi. ừ, tịch kính ở bên kia làm gì cũng báo với sơ tranh một tiếng. sơ tranh tìm tai nghe bluetooth ra mang lên. ngẫu nhiên đáp lại hắn một câu. sao vé tháng nha các bảo bảo tương đương mỗi ngày đều đang cầu vé tháng tương đương tương đương ném đi mà tương đương thuận tiện nói một câu. tên sách đã sửa lại nha. bây giờ tên sách là. phong cách đại lão này thật kỳ lạ. sao 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 chúc mọi người một mùa valentine thật vui vẻ nha a. À sơ tranh nói chuyện với tịch kính thời gian nhoáng một cái đã trôi qua sơ tranh đột nhiên cảm giác được có chút gì đó không đúng cho dù bành văn siêu tăng ca cũng không thể tăng ca một mình đúng không vừa rồi người bên cạnh bành văn siêu đều đã đi ra ngoài rồi sao ông ta vẫn còn chưa ra ngủ sớm đi tôi cúp đây sơ tranh nói với bên kia một câu cũng không đợi người bên kia đáp lại trực tiếp tắt điện thoại đẩy cửa xe ra xuống dưới đi thẳng đến chỗ tầng lầu của Bành Văn Siêu. Lúc này tất cả nhân viên đều đã tan làm, cả tầng lầu đều lộ ra sự tĩnh mịch. Dầm, phòng làm việc nơi xa có thứ gì đó đập xuống đất. Sơ tranh chạy gấp tới, một cước đá văng cửa phòng làm việc. Bành Văn Siêu bị người ấn ở trên bàn, mặt hướng về phía cổng, đôi mắt sung huyết trừng lớn, vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Đột nhiên có người xông tới, người ấn lấy Bành Văn Siêu giật mình, càng dùng sức bóp cổ bành văn siêu, muốn bóp chết ông ta. Sơ tranh giơ tay, trên cổ tay lóe lên ánh bạc, ngân tuyến trườn đi như rắn phóng tới chỗ người kia, quấn lên cổ tay của đối phương. Đầu ngón tay sơ tranh hơi thu lại, kéo về phía trước người một cái. Đối phương trong nháy mắt lảo đảo một cái, bị ép buông bành văn siêu ra. Thân thể bành văn siêu trượt xuống mặt đất, ra sức hít từng mụn không khí mới mẻ. Suýt chút nữa, suýt chút nữa thì ông ta đã chết. Bành Văn Siêu nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, lập tức giúp toàn bộ thân thể xuống dưới bàn làm việc. Hình tượng, đó là thứ gì, có quan trọng bằng mạng sống không? Bên ngoài vang lên một loạt tiếng rầm rầm, Bành Văn Siêu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ra bên ngoài một chút. Còn chưa thấy rõ, một vật trang trí đã đập về phía bên này, Bành Văn Siêu vội vàng rụt đầu về lại. Choang, hình như có thứ gì đó đánh vỡ thủy tinh tiếng đánh nhau đã biến mất chỉ còn lại tiếng gió thổi rít gào bành văn siêu nín thở cũng không dám đi ra ngoài ra đây mãi đến khi bàn làm việc bị người gõ gõ nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc bành văn siêu thở phào trong lòng dùng cả tay chân chật vật leo ra phòng làm việc bị phá gần hết thủy tinh còn vỡ nát mất một phía người vừa rồi không phải rơi xuống rồi chứ nghĩ đến điều này Bành Văn Siêu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn nê ông của thành thị vẫn lóe ra ánh sáng trói lọi trong đêm như cũ, mà lúc này một mảnh an bình, không có ai biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì. Tựa như có rất nhiều người vô thanh vô tức chết đi ở nơi hẻo lánh của thành phố này vậy. Hắn, hắn ta rơi xuống rồi sao? Bành Văn Siêu run rẩy chỉ vào cửa sổ. Ông còn có tâm tình lo lắng cho hắn ta. Bành Văn Siêu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cô gái trước mặt. Tại sao hắn ta lại muốn giết tôi? Làm sao tôi biết? Tôi cũng không phải hắn. Con chó điên ngụy dập này không giống với người khác, tuyệt đối sẽ không dễ chết, thấy tình thế không đúng, lập tức chạy biến. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được thẻ cảm ơn ích một hà, sơ tranh nhìn về phía bành văn siêu. Bành văn siêu đang thở hồn hền, vẻ mặt cảm kích nhìn cô. Sơ tranh trầm mặc một chút, đồ tôi muốn đã tìm được chưa? đang làm, rất nhanh rất nhanh. Không phải lần nào tôi cũng có thể cứu ông, tự tìm vệ sĩ. Sơ Tranh chưa bắt được Ngụy Dập, dự định dẹp đường hồi phủ, nhóc con đang ở nhà chờ cô đấy. Sơ Tranh nhìn Bành Văn Siêu đằng sau một chút, cuối cùng không nhịn được quay người, ông đi theo tôi làm gì? An toàn. Bành Văn Siêu từng bị Ngụy Dập mang vào không gian kia, ông ta cũng không cho rằng Ngụy Dập là người bình thường ông ta không cảm thấy tìm vệ sĩ an toàn hơn đi theo sơ tranh tôi không phải vệ sĩ của ông giữa lông mày sơ tranh ngưng kết băng xương khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo ba thước đừng có tiếp tục đi theo tôi bành văn siêu sao có thể nghe lời sơ tranh chứ đầu óc ông ta vẫn còn có thể vận hành sơ tranh đã muốn lấy được đồ từ chỗ ông ta vậy thì đã chứng minh cô sẽ không thật sự nhìn mình chết giống với buổi tối hôm nay cho nên bành văn siêu mặt dày mày dạn đi theo sơ tranh về sơ tranh nếu không phải cần thời gian thì đã sớm xử lý ngươi rồi sơ tranh đi tới cửa ngón tay vừa đụng trúng cửa cửa liền mở ra từ bên trong thiếu niên mặc đồ mặc ở nhà đứng trong ngọn đèn vàng ấm áp vẻ mặt buồn ngủ tại sao còn chưa ngủ chờ chờ cô thiếu niên ngáp một cái thân thể đều lung lay giống như chó con muốn ngủ lộ ra mấy phần đáng yêu ánh mắt sơ tranh hơi sâu cất bước vào cửa bành văn siêu muốn theo vào sơ tranh rỗi tay ra chặn trên khung cửa làm gì tôi lúc này bành văn siêu mới nhìn thấy thiếu niên bên trong cũng thấy rõ bố cục bên trong lời phía sau trong nháy mắt không nói ra được nơi này cũng quá nhỏ rồi ba người ở sẽ rất chật trội trong nháy mắt bành văn siêu không thể nói nên lời yêu cầu muốn ở nhờ một đêm đương nhiên sơ tranh cũng không cho ông ta cơ hội trực tiếp đóng cửa lại bành văn siêu tim thật lạnh thật lạnh sơ tranh đóng cửa lại thiếu niên lung la lung lay đi về phía cô trực tiếp nhào tới ôm cô cô về rồi giọng nói của hắn rất thấp mang theo chút tuổi thân tôi chờ cô rất lâu không phải bảo cậu ngủ trước rồi sao thiếu niên ôm cô dầu dĩ nói không muốn sơ tranh đột nhiên cảm thấy tên nhóc này thơm thơm lại mềm nhũn đương nhiên có thể là ảo giác của cô, nhưng thơm là thật, loại mùi hương kia mang theo mùi sữa rất nhạt, còn có chút ngọt nào, cực kỳ thơm. Sợ à, không phải, thiếu niên vội lắc đầu. Nhớ tôi, thiếu niên. Ẩm ờ một tiếng, một hồi lâu sau gật gật đầu, ừ, sơ tranh mò xuống đầu hắn, trực tiếp ôm người bỏ vào trong chăn, hạ thấp thanh âm, mau ngủ đi. Tịch kính kéo tay sơ tranh không buông, sơ tranh ngồi trở lại bên cạnh hắn tôi còn chưa tắm, cậu ngủ trước đi. Tịch kính A à một tiếng, có lẽ là rất buồn ngủ, mí mắt đã đánh nhau rồi, thật sự là nhịn không được ngủ thiếp đi. Sơ tranh rút tay mình về, chỉnh lại chăn mền cho hắn, cuối người đặt lên chán hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó thả nhẹ âm thanh đi tắm rửa. Sơ tranh tắm xong ra, đi tới cửa, kéo rèm bên cạnh ra, nhìn ra bên ngoài. Bành tổng mặc âu phục dày ra, lúc này đang ngồi ở cửa ra vào, hình tượng nghẹn khuất, lại có chút buồn cười. Chính ông ta thích ở đây, sơ tranh cũng lười quản ông ta, buông rèm xuống, ôm nhóc con mềm mềm thơm thơm nhà mình đi ngủ. Hôm sau, tịch kính thức dậy trước, hắn cẩn thận rời khỏi lòng sơ tranh, xuống dưới thay xong quần áo, cầm tiền trong hộp chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu bữa sáng. Hắn gión rén mở cửa, kết quả bên ngoài có một người đổ vào. Tịch kính giật mình, vội che lại miệng mới không kêu ra tiếng bành văn siêu cũng bị bừng tỉnh trong mắt phản chiếu thiếu niên đang che miệng ông ta vội vàng ngồi dậy chuyện đó tôi là bành văn siêu đột nhiên không biết nên giới thiệu mình thế nào tôi biết ông cùng trở về với cô ấy thiếu niên nhỏ giọng nói ừm vì sao ông lại ngủ ở đây ách tịch kính không nên nói chuyện với người không liên quan tịch kính hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sơ tranh bên kia người sau chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Biết, biết rồi, tịch kính gập gành trả lời, tôi, tôi đi mua đồ. Cẩn thận một chút, ừ, sao 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 mọi người trách lại dùng mình xem chương 1729 có bị nhảy chương nữa không nhé, có một số bạn bảo nhảy chương. Nhưng mình xem ở nick mình và cả nick phụ thì vẫn rất bình thường. Tịch kính mua đồ xong trở về, bành văn siêu vẫn còn đứng ở bên ngoài. Lúc này trên hành lang có không ít hộ gia đình đang ngó nghiêng quan sát. Lần trước là loại phụ nữ ăn mặc tinh xảo giống như Phàn Lam, bây giờ lại là loại nhân sĩ thành công mặc Âu phục dày da như Bành Văn Siêu, bọn họ đều tò mò xem chuyện gì xảy ra. Còn có cô gái ở trong nhà tịch kính có lai lịch gì? Khoảng thời gian gần đây, đã đổi hết toàn bộ đồ trong nhà tịch kính, trước kia tịch kính là thảm nhất, bây giờ, ai mà không hâm mộ, tịch kính cúi đầu chạy tới cấp tốc đẩy cửa ra đi vào. Phu Sơ Tranh ngẩng đầu liếc hắn một cái, đằng sau có người đuổi theo cậu, không có, chỉ là ánh mắt của những người kia làm cho hắn không thoải mái, hắn cũng sợ có người kéo hắn hỏi lung tung này kia. Không có thì cậu chạy cái gì?" Tịch Kính ngoan ngoãn nói, "Ừm, lần sau tôi sẽ không vậy nữa." "Tôi, tôi đi nấu bữa sáng trước, cô chờ một chút nha." Sơ Tranh đi tới bên cạnh cửa nhìn một chút bành văn siêu vẫn còn đứng ở bên ngoài lúc này đang tiếp nhận hàng xóm xung quanh vây xem sơ tranh xoay người lại đứng ở bên cạnh nhìn tịch kính nấu bữa sáng có lẽ là bị sơ tranh nhìn tịch kính hơi luống cuống tay chân vất vả lắm mới làm xong bữa sáng thành quả còn khá thất bại nếu không tôi đi mua nhé tịch kính nhỏ giọng nói đã nấu xong rồi còn phải phiền phức như vậy làm gì tịch kính xoắn ngón tay nhưng tôi cảm thấy không thể ăn sơ chanh nếm thử một miếng tạm được đôi mắt tịch kính tỏa sáng có thật không ừ tịch kính nói xong liền muốn giơ đũa sơ chanh dùng đũa đánh một cái qua làm gì tôi tôi không thể ăn sao tịch kính tủi thân rút tay về không phải cậu nấu cho tôi sao đúng đúng vậy vậy cậu ăn cái gì mặc dù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng không cách nào phản bác được Sơ Tranh đưa cho hắn một bát cháo, ăn cái này. Ồ, thiếu niên bưng cháo, chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Sơ Tranh. Nghiêm túc ăn cơm, nhìn cái gì? Thiếu niên lập tức cúi đầu xuống, thật lòng húp cháo. Cơm nước xong xuôi, Tịch Kính thu dọn đồ vào, Sơ Tranh mở cửa đi ra ngoài, lúc này hắn mới mở nắp nồi ra, gấp thức ăn còn chưa ăn hết trong nồi ra nếm thử một miếng. Phi phi phi, Tịch Kính vội vàng nhổ ra gian nan nốt nước bọt hắn quay đầu nhìn về phía cổng cô gái đứng ở cửa ra vào ánh nắng ban mai bao phủ trên người cô giống như rát lên cho cô một lớp viền vàng ngực tịch kính có chút ê ẩm ngay cả hốc mắt cũng nóng lên tịch kính bỗng nhiên ngẩng đầu ép độ nóng này về hít sâu một hơi thu dọn xong đồ đạc sơ tranh nói với bành văn siêu xong quay người vào cửa liền bị người nhào lòng sơ tranh vội đóng cửa lại ngăn trở ánh mắt bành văn siêu một tay ôm lấy vòng eo thiếu niên sao thế thiếu niên ôm cô thật chặt cô thật tốt hà tên lừa đảo nhà mi cũng không thấy thật sự cảm thấy ta tốt tịch kính cũng không nói chuyện chỉ ôm cô không buông tay sơ tranh sờ đầu hắn thoải mái sờ tóc một lát sau cô nói hôm nay cậu muốn đi đâu chơi tôi dẫn cậu đi thiếu niên hơi ngẩng đầu lên lộ ra non nửa gương mặt tinh xảo xinh đẹp nhỏ giọng hỏi chỗ nào cũng được sao chỗ nào cũng được lông mi dài của thiếu niên run rẩy trong mắt phun lên ánh sáng chờ mong vậy tôi muốn đến sân chơi sơ tranh cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn đến sân chơi tôi tôi chưa từng đến đó bao giờ thiếu niên có chút khẩn trương nếu cô không muốn đi vậy quên đi nói đến phần sau rõ ràng thiếu niên rất mất mát đi thẻ người tốt muốn đi cô có thể làm sao được. Còn không phải chỉ có thể đi cùng sao? Sơ Tranh và Tịch Kính muốn đến sân chơi, Bành Văn Siêu vì suy nghĩ cho an toàn của mình, rất quả quyết đi theo, ngay cả công ty cũng không đi. Tịch Kính thay một bộ quần áo ra, rất phù hợp với hình tượng thiếu niên tỏa nắng tinh thần phấn chấn, quả thực tựa như người mẫu đi dưới ánh đèn, đẹp đến mức làm cho người ta không thể rời mắt. Người ở đây nhìn không ra trên người Tịch Kính mặc cái gì chỉ cảm thấy rất đẹp, nhưng bành văn siêu sao có thể không biết. Những thứ thiếu niên này mặc không có một món nào rẻ cả. Sơ tranh đeo một cái kính dâm lớn đi từ bên trong ra, kéo tay thiếu niên, đẩy ống tay áo của hắn lên, lấy một chiếc đồng hồ ra đeo lên cổ tay thiếu niên. Tôi không thích, trở về có thể tháo xuống, ra ngoài nhất định phải đeo lên. Ồ, tịch kính quan sát đồng hồ trên cổ tay, hắn không biết, chỉ cảm thấy rất đẹp, có phải rất đắt không sơ tranh buông ống tay áo của hắn xuống đồng hồ như ẩn như hiện ở cửa tay tôn lên thiếu niên càng thêm ngạo mạn quý khí cô lơ đãng nói không đắt mua đồ được tặng ồ tịch kính rất tự nhiên tin bành văn siêu hắn thế mà lại tin mua thứ gì mà người ta có thể tặng kèm đồng hồ tiền triệu chứ thiếu niên này cũng dễ lừa quá đi thôi không phải là cô lừa gạt từ đâu đến chứ bành văn siêu rất hoài nghi nhưng chuyện này không liên quan gì đến ông ta bây giờ bảo mệnh quan trọng hơn cho nên trên đường đi phi thường chân chó mua vé mua đồ uống hết thảy đều bao hết nhưng bành văn siêu cảm thấy ánh mắt sơ tranh nhìn mình càng ngày càng không thích hợp ông ta làm còn chưa đủ tốt sao nhất định là thế thế là bành văn siêu càng thêm nhiệt tình hơn ngày hôm nay không phải cuối tuần người ở sân chơi không tính là nhiều chơi trò chơi cũng không cần xếp hàng từ nhỏ đến lớn tịch kính chưa từng đến nơi này bao giờ cái gì cũng muốn thử xem tôi muốn ngồi cái kia tịch kính kéo tay sơ tranh chỉ vào tàu lượn siêu tốc trên gương mặt đỏ ửng mang theo vẻ hưng phấn cô đi cùng tôi được không sơ tranh không ta không muốn ngồi thứ đồ chơi kia ta không cần hình tượng nữa à cậu tự đi đi sơ tranh nói tôi ở phía dưới chờ cậu tịch kính hơi phồng má lên cô không thích sao ừ tịch kính thất vọng nói một tiếng tôi đi một mình thì không có ý nghĩa sơ tranh bắt bành văn siêu ra trận để bành tổng đi cùng cậu bành văn siêu không 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 ông ta sợ độ cao bành văn siêu không muốn đi cũng phải đi dù sao bây giờ mình phải dựa vào cô để bảo vệ mạng sống so với mạng mà nói sợ độ cao gì đó cũng đều có thể vượt qua được bành văn siêu tuổi đã cao còn phải chơi tàu lượn siêu tốc toàn bộ hành trình ông ta đều run rẩy trái lại tịch kính rất hưng phấn ngồi xong xuống chạy thẳng đến chỗ sơ tranh rất thú vị tôi còn muốn chơi nữa bành văn siêu nghe thấy lời này xém chút co quắp trên mặt đất không dậy nổi không bây giờ ông ta cũng đang co quắp trên mặt đất không dậy nổi đây quá mẹ nó kinh khủng sơ tranh sửa sang lại quần áo hơi loạn cho hắn lại gẩy gẩy mấy sợi tóc trên trán hắn còn rất nhiều thứ khác chơi trò khác trước đi tịch kính ngẫm lại ngồi tàu lượn siêu tốc không thể đi cùng sơ tranh cũng không nháo muốn tiếp tục chơi bành văn siêu nặng nề thở phào được cứu rồi chơi một buổi sáng nghỉ ngơi giữa trận bành văn siêu mua đồ uống cho hai người tịch kính nhìn sơ tranh một chút nhận được sự cho phép của sơ tranh lúc này mới nhận lấy cảm ơn ngài không có gì không có gì bành văn siêu vội vàng khoát tay sơ tranh tiểu thư ngài Tôi không uống, trước công chúng mà uống thứ này, còn ra thể thống gì nữa chứ? Bảnh văn siêu cũng không dám khuyên, yên lặng rút tay về. Tịch kính uống hai ngụm, cẩn thận tiến đến bên cạnh sơ tranh, đưa ống hút tới, cô uống một ngụm đi, rất ngon. Sơ tranh liếc hắn một cái, thiếu niên chờ mong nhìn cô. Bành văn siêu yên lặng nhìn sơ tranh uống bằng ống hút của tịch kính, còn gật đầu, biểu thị tán đồng với lời tịch kính nói quan hệ của hai người này, được rồi. Chuyện này cũng không liên quan tới ông ta. Một ông chú như Bảnh Văn Siêu lúc này bưng trà sữa hút sùn sụt, nhìn người trong sân chơi, đột nhiên có chút cảm khái. Những năm này ông ta bận bịu làm việc, bao lâu không dành thời gian cho vợ con rồi, nếu lần này có thể vượt qua được, ông ta nhất định sẽ dành nhiều thời gian cho họ hơn. Chơi đến đằng sau, tịch kính muốn đi chơi nhà ma, Bảnh Văn Siêu cũng không sợ cái này hấp tấp đi mua vé nhưng mà hưng phấn của tịch kính chỉ duy trì một khắc khi tiến vào nhà ma tiếp theo đó là sợ đến mức toàn bộ hành trình đều ôm sơ tranh sợ mà vì sao còn muốn đến tôi không biết lại đáng sợ như vậy tịch kính tủi thân ôm sơ tranh tôi muốn đi ra ngoài nơi này không thể quay về lối cũ được sơ tranh nói cậu nhắm mắt lại tôi dẫn cậu đi được tịch kính ngoan ngoãn nhắm mắt lại hoàn toàn tín nhiệm để sơ tranh dẫn hắn đi nhắm mắt lại không nhìn thấy những thứ kia nữa mặc dù vẫn còn âm thanh nhưng tịch kính cảm thấy cũng không đáng sợ như vậy đợi đến khi ra ngoài tịch kính mệt lả người trực tiếp treo trên người sơ tranh người lui tới xung quanh không ít người nhìn dù sao dáng dấp tịch kính cũng quá trói mắt người đẹp như vậy ai mà không muốn nhìn thêm vài lần chứ sơ tranh dẫn hắn đi đến góc khuất tránh khỏi ánh mắt đám người lần sau còn chơi nữa không tịch kính lắc đầu một lát sau lại gật đầu cùng cô thì vẫn muốn chơi mi cuồng tự ngược à tịch kính ôm cổ cô nhỏ giọng nói bên tai cô bởi vì cô sẽ bảo vệ tôi tôi không sợ sơ tranh siết chặt tay trịnh trọng hứa hẹn tôi sẽ bảo vệ cậu khi rời khỏi sân chơi trợ lý của bành văn siêu gọi điện thoại tới hỏi ông ta đang ở đâu đồ vật ông ta cần đã chuẩn bị xong sơ tranh trực tiếp bảo người kia đưa đến sân chơi ba người chờ ở bên ngoài sân chơi tịch kính nhìn qua tiệm kem cách đó không xa trong mắt có chút chờ mong muốn ăn tịch kính hơi kinh ngạc lắc đầu muốn ăn thì ăn không cần khắc chế dù sao cậu cũng gầy như vậy cần bồi bổ thêm sơ tranh cho hắn tiền tự đi mua tịch kính nhấp môi dưới vậy cô có ăn không không ăn vậy tôi cũng không ăn sơ tranh trực tiếp dắt hắn đi qua mua cho hắn nhưng thời tiết bây giờ cũng không thích hợp để ăn kem cho nên sơ tranh chỉ mua cho hắn một cái nhỏ thôi a à, phía cổng sân chơi đột nhiên phát ra một loạt tiếng kêu sợ hãi sơ tranh nhìn sang bên kia lúc này có không ít người đang chuẩn bị rời khỏi sân chơi đều đang đi tới cổng người người nhốn nháo hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong ở chính giữa đám người một chiếc xe đụng vào cây cột bên cạnh mà Bành Văn Siêu ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch nhìn chiếc xe kia. Chiếc xe kia rõ ràng là muốn đụng vào ông ta, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đụng vào cây cột bên cạnh. Bành Văn Siêu lấy lại tinh thần, nhìn vào trong đám người. Sơ Tranh nắm tay thiếu niên kia, đứng ở trong đám người, mắt lạnh nhìn ông ta. Bộ dạng như vậy, giống như đã sớm dự liệu được từ trước. Sơ Tranh không ngốc như vậy ném một mình bành văn siêu ở đây làm bia ngắm đối diện sân chơi ngụy dập đứng ở một nơi bí mật gần đó nhìn người bên kia thần sắc âm trầm như thế mà cũng có thể thất thủ thời gian của hắn ta cũng không nhiều ngụy dập cũng có đãi ngộ giống như sơ tranh thời gian sống sót vĩnh viễn đang đếm ngược cô gái kia làm vướng bận nhưng mấy lần mình đều không thể xử lý được cô ngụy dập đột nhiên trông thấy thiếu niên đứng chung một chỗ với sơ tranh con ngươi hắn ta bỗng nhíu lại không biết nghĩ đến cái gì nhếch miệng lên tạo thành một tia cười lạnh quay người rẽ ngoặt vào bên cạnh biến mất trong dòng người bành văn siêu chỉ bị kinh sợ không có thương tổn gì người tài xế kia cũng không sao chỉ là chán bị rách ra mà thôi bởi vậy hỗn loạn được giải quyết rất nhanh sau khi mọi người tản đi hết trợ lý của bành văn siêu cũng tới mang theo thứ sơ tranh cần sơ tranh tiểu thư thứ cô cần đều ở đây sơ tranh mở mấy cái dương ra nhìn một chút bên trong đều là thực vật phía trên có một vài ký hiệu nhìn qua giống như lấy từ trong phòng thí nghiệm ra loại vật này ở thời đại này chỉ cần phí một chút tiền nhưng ở một số thời đại những vật này chính là bảo vật vô giá bành văn siêu khẩn trương hỏi sơ tranh tiểu thư có phải bây giờ tôi không sao rồi không trên lý thuyết thì là thế trên lý thuyết là có ý gì vậy thực tế thì sao sơ tranh không biết ai biết con chó điên ngụy dập kia sẽ làm ra những chuyện gì nữa dù sao bây giờ hắn ta cũng đã dự định giết người sơ tranh tiểu thư cô hãy giúp tôi với tôi không giúp được ai bảo ban đầu ông không chọn tôi đây chính là kết cục khi không nghe lời đại lão nói sơ tranh mặt lạnh lùng bây giờ tôi chỉ có thể giúp ông cứu sống công ty còn chuyện khác thì phải xem vận khí của chính ông bành văn siêu lúc ấy ông ta làm sao biết sẽ là như vậy chứ mấy ngày kế tiếp bành văn siêu cũng không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nữa công ty đang từng bước chuyển biến tốt đẹp họ ngụy kia cũng không xuất hiện nữa giống như hết thảy mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt nhưng bành văn siêu không dám thả lỏng thuê hết vệ sĩ này đến vệ sĩ khác sợ ngụy dập đột nhiên giết trở lại bành văn siêu nơm nớp lo sợ mấy tháng mừng không hề có chuyện gì xảy ra cả tận đến một ngày nào đó ông ta phát hiện tấm thẻ trong ví tiền của mình đã biến mất bành văn siêu muốn đi tìm sơ tranh nhưng ông ta đột nhiên phát hiện mình không nhớ nổi cô gái kia ở chỗ nào thời gian càng lâu thì càng không nhớ ra được chi tiết mấu chốt ví như cô gái kia có hình dạng ra sao tên là gì cuối cùng bành văn siêu chỉ nhớ được có chuyện như vậy nhưng cái khác lại không nhớ nổi sơ tranh lấy được từ chỗ bành văn siêu thời gian tầm nửa năm quả nhiên cái hệ thống nát kia của nguyên chủ phán định rất tùy hứng có thời gian nửa năm tiêu xài đáy lòng sơ tranh cũng có thêm nhiều lực lượng hơn bây giờ mục tiêu quan trọng nhất chính là nuôi thẻ người tốt sơ tranh đã đổi gần hết đồ đạc trong nhà mặc dù nhét vào không ít đồ nhưng không gian cũng không lộ vẻ chật trội ngược lại càng thêm ngay ngắn trật tự trên mặt đất cũng trải một tầng thảm tịch kính đột nhiên bừng tỉnh trực tiếp lăn xuống đất đã nhiều lần đập đầu mình sưng thành một cục tôi nhận lương rồi tịch kính đẩy cửa ra đi vào lao thẳng vào người sơ tranh đồ vật trong tay sơ tranh xém chút bị hắn đụng rơi cô ổn định thứ đồ chơi kia đặt sang bên cạnh ôm người vào trong lòng nhận được tiền lương mà thôi có gì mà vui vẻ đến thế đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều tiền lương như vậy tịch kính ngại ngùng nói một tiếng buổi tối tôi mời cô ăn cơm có được không Sơ Tranh cảm giác vóc dáng của Tịch Kính cao hơn không ít, trước đó ôm rõ ràng còn chưa cao như vậy. Cậu không đời rảnh à? Ừm, nhưng tôi muốn mời cô ăn đồ ngon. Bởi vì Tịch Kính ở đó, số lượng buôn bán tăng cao, cho nên tiền hoa hồng của Tịch Kính cũng cao, ông chủ còn phát tiền thưởng cho hắn, cộng lại tiền lương xác thực không ít. Ngày hôm nay phát tiền lương, ông chủ còn cố ý cho hắn nghỉ. Hắn muốn mời cơm, Sơ Tranh cũng không từ chối bảo hắn đi thay quần áo trước. Tịch kính hí ha hí hừng đi. So sánh với lúc trước, rõ ràng tịch kính bây giờ sáng sủa hơn rất nhiều, nói chuyện với cô cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Tịch kính rất nhanh thay xong quần áo đi ra, ngoan ngoãn chờ sơ tranh đi ra ngoài. Phòng ăn là sơ tranh chọn, tịch kính nhìn thấy hoàn cảnh cũng hơi hoảng, chỗ này nhìn là biết không rẻ, nhưng tịch kính không nói gì, rất ngoan đi theo sơ tranh vào ngồi xuống yên lặng tính toán số tiền còn lại của mình. Cậu nhìn gì thế? Tịch Kính vừa ngồi xuống liền nhìn chằm chằm vào một phương hướng, Sơ Tranh hỏi hắn một câu. Tịch Kính chỉ vào bên kia, người kia, Sơ Tranh nhìn sang phía bên kia, Phàn Lam đang ngồi chung với một người đàn ông, dáng vẻ nhìn rất vui, người đàn ông tràn đầy cưng chiều nhìn cô ta. Sơ Tranh ấn tay Tịch Kính xuống, đừng chỉ vào người khác, không lễ phép. Tịch Kính lập tức thu tay lại. Vừa rồi cô ấy nhìn thấy tôi, nhưng cô ấy giống như không biết tôi. Vừa rồi Phàn Lam nhìn thấy hắn, ánh mắt kia có chút kinh diễm, nhưng rất lạ lẫm. Sơ tranh đương nhiên biết vì sao. Giống như bảnh văn siêu, bây giờ Phàn Lam chỉ nhớ rõ có người giúp cô ta vãn hồi trái tim chồng cô ta, nhưng đối với chuyện người kia là ai, tên là gì, hình dạng ra sao, ở chỗ nào, cô ta hoàn toàn không nhớ rõ chúng ta về sau sẽ không còn gặp gỡ gì cô ta nữa không biết mới tốt sơ tranh nói gọi món ăn đi đáy lòng tịch kính dù nghi hoặc nhưng thấy sơ tranh không muốn nói thêm rất ngoan không hỏi lại nữa sơ tranh lật thực đơn muốn xem không tịch kính nhìn thực đơn là cảm thấy chóng mặt khe khẽ lắc đầu cô chọn là được rồi tôi ăn gì cũng được sơ tranh tùy tiện chọn mấy món ăn quay đầu nói với nhân viên phục vụ vậy trước tiên chọn những món này đi Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi. Tốc độ mang đồ ăn lên rất nhanh. Một món ăn cuối cùng làm xong, có nhân viên phục vụ đi tới. Chào ngài, đây là rượu trái cây chúng tôi tặng ngài. Nhân viên phục vụ đặt trước mặt sơ chanh và tịch kính mỗi người một cái ly. Ly rượu hơi mờ, chất lỏng bên trong có màu sắc, làm cho ly rượu càng thêm đẹp hơn. Tịch kính như đứa trẻ nhỏ, cẩn thận nếm thử một ngụm. Rượu trái cây ở đây đại khái có chút khác biệt hơi cay, cả gương mặt Tịch Kính đỏ dần lên, bị sặc đến mức ho khan mấy tiếng. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nhóc con đang le lưỡi, một mặt tủi thân. Sơ Tranh, Sơ Tranh đưa cho hắn một ly nước, chưa từng uống rượu, Tịch Kính bưng nước uống hơn phân nửa, chậm chậm lắc đầu. Hắn vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ cười hắn, ai biết cô không nói gì, cách cái bàn, xoa xoa khóe miệng có nước động của hắn, "Muốn uống không? Không dễ uống." Tịch Kính nhỏ giọng nói, "Có thứ dễ uống?" Tịch Kính chớp mắt, dáng vẻ rất chờ mong. Sơ Tranh gọi người đến, hỏi vài câu, sau đó rất nhanh liền có người đưa ra một chai rượu trái cây được đóng gói xinh đẹp. Sơ Tranh rót cho Tịch Kính một ly, "Thử xem." Tịch Kính hít hà trước, sau đó lại giống như ấu thú, cẩn thận liếm. Một cái, xác định hương vị không giống như vừa rồi uống, lúc này mới yên tâm uống một ngụm dễ uống không tịch kính chẹp miệng mặt mày cong cong có đừng uống quá nhiều ăn chút gì đi tịch kính ăn hai miếng lại rót cho mình một ly từ từ uống hết nửa đường sơ tranh ra ngoài nhận điện thoại trở về liền thấy tịch kính đỏ bừng cả khuôn mặt một người phụ nữ ăn mặc khoa trương ngồi ở bên cạnh tịch kính tịch kính co lại ở bên trong em trai chỉ thêm uy chát thôi mà cậu sợ như thế làm gì người phụ nữ vẫn còn tiếp tục nói. Tôi, tôi không có. Cậu nói đùa gì thế, thời đại này ai mà không có uy e chát chứ, cậu đừng lừa gạt chị. Muốn thêm uy e chát của hắn, giọng nói lạnh lẽo của cô gái đột nhiên chen vào, người phụ nữ vừa nghiêng đầu liền thấy đối diện có người ngồi xuống. Sơ tranh trở về, đôi mắt tịch kính sáng lên, nhưng đáng tiếc hắn lại không ra được, chỉ có thể tiếp tục ngồi ở bên trong, giữ một khoảng cách với người phụ nữ kia người phụ nữ nhìn sơ tranh vài lần ngờ vực hỏi cô là chị gái cậu ấy à không phải ánh mắt sơ tranh yên tĩnh giống như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả cô muốn thêm bí chát của hắn đúng thế người phụ nữ cười nói đây không phải là muốn kết bạn sao ai biết sao em trai này lại nhát gan đến thế sợ đến cỡ này tôi cũng không làm gì cậu ấy mà người phụ nữ vẫn còn cách tịch kính một khoảng cách chắc là chưa từng có tứ chi tiếp xúc gì cả Đôi mắt Sơ Tranh hơi híp lại, "10 triệu, tiền mặt hay là chi phiếu?" Người phụ nữ kinh ngạc, "Cái gì? 10 triệu thêm WeChat của hắn, tiền mặt hay là chi phiếu? Cô nói đùa gì thế?" Người phụ nữ bị cả kinh đến xém nhảy dựng lên, "Đùa bà đây à? Một cái WeChat mà 10 triệu, cô cho rằng tiền do gió thổi tới chắc? Một minh tinh đang hot cũng không đắt như vậy đâu." "WeChat của hắn đáng giá này?" Sơ Tranh mặt không cảm xúc, "Mua được thì cho cô." mua không nổi thì bây giờ xin mời rời đi. Người phụ nữ nghẹn đến đỏ bừng mặt, muốn tiền đến điên rồi chắc. Nói xong lập tức xách túi đi ngay. Mười triệu cũng không bỏ ra nổi mà còn muốn nuôi thẻ của ta, ta thấy người mới là điên rồi. Người phụ nữ đi rồi, tịch kính vẫn còn giúp ở bên trong, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút cảm giác mông lung. Sơ tranh nhìn hắn một hồi, cầm chai rượu trên bàn lung lay, đã vơi đi tầm phân nửa. Cái này, cũng có thể say. Thứ đồ chơi này có thể say được sao? Sơ tranh mệt cảm tim mang người về. Khi lên lầu, đỡ hắn hắn còn động loạn. Cuối cùng sơ tranh lựa chọn. Vác về, sơ tranh cũng mệt mỏi đến hoảng. Lười quản hắn, trực tiếp cởi giày rồi nhét vào trong chăn. Tịch kính ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Che lấy cái đầu hơi đau, nhìn. Lên trần nhà một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn lập tức ngồi dậy. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tịch kính có chút ảo não vò tóc. Tịch kính ảo não xong phát hiện thời gian không đúng lắm, hoảng loạn tìm đồng hồ xem, nhìn thấy đã giữa trưa, lập tức càng hoảng hốt hơn. Luống cuống tay chân thay quần áo, đi giày rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa liền đụng phải người, sau đó hắn bị người nửa ôm đẩy vào. Tôi đi muộn, tịch kính nhỏ giọng nói. Tôi xin nghỉ cho cậu rồi. Tịch kính thở phào, tự nhiên ôm eo sơ tranh, bên tai truyền đến nhịp tim, làm tịch kính cực kỳ an tâm. Sơ tranh mò xuống đầu hắn, đau đầu không, có một chút, ai bảo cậu uống nhiều như thế, cô chỉ đi ra ngoài có một hồi như thế, hắn đã xử lý hơn nửa chai, cũng rất trâu chứ không đùa đâu. Ngon, không nhịn được, tịch kính nhỏ giọng nói. Sơ tranh giơ tay xoa chán cho hắn, tịch kính thoải mái dựa vào cô, còn nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng giống như chó con đáy lòng sơ tranh vừa buồn cười vừa tức giận a à, tịch kính bỗng kêu lên kinh sợ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó tôi tôi hôm qua đã tính tiền chưa tính rồi sơ tranh kéo hắn về sao tôi không nhớ rõ tịch kính không tin sờ soạng trong túi mình ra một sấp tiền đếm đếm không thiếu một tờ so với trước đó cô gạt tôi hôm qua bao nhiêu tiền không cần không được đã nói là tôi mời rồi tịch kính cố chấp muốn trả tiền cho sơ tranh biểu thị rõ ràng đây là hắn mời không thể để sơ tranh trả tiền sơ tranh không còn cách nào tùy tiện báo một con số chỉ nhiều đó thôi sao cậu đi hỏi đi sơ tranh bình thản ngay thẳng không có chút dấu hiệu nói dối nào tịch kính đột nhiên không cách nào hoài nghi cô được sao ăn cướp vé tháng đây tương đương có vé tháng không tương đương tương đương tịch kính được sơ tranh nuôi đến càng ngày càng đẹp hơn các cô gái nhỏ đến tiệm nhìn hắn càng nhiều thêm ông chủ cũng rất biết làm ăn mỗi ngày bắt đầu cung ứng mấy món điểm tâm ngọt có giới hạn mà mỗi một món điểm tâm ngọt đều đánh lên nhãn hiệu của tịch kính cứ như vậy buôn bán càng ngày càng tốt hơn ông chủ đại khái là sợ tịch kính vội vàng chạy trốn cho nên yêu cầu đối với hắn cũng không cao nhân viên khác có người không phục ông chủ dùng một câu cậu có thể làm cho nhiều cô gái đến xem mua đồ như thế thì tôi cũng sẽ đối xử với cậu như vậy chặn lại nhân viên trừ đố kỵ thì vẫn là đố kỵ lớn lên đẹp như vậy mà còn ra ngoài bán bánh ngọt làm gì trực tiếp nhảy vào giới giải trí luôn đi mặc dù tịch kính được ông chủ chiếu cố đặc biệt nhưng cũng không lười biếng cho nên có nhân viên mặc dù đáy lòng đố kỵ nhưng cũng không ghét nổi hắn hôm nay đến phiên tịch kính trực ban lần lượt từng nhân viên rời đi cửa hàng an tĩnh lại ngoài cửa có tiếng chuông gió vang lên Tịch kính ngẩng đầu lên từ sau quầy, hoan nghênh, đứng ở cửa là ba người, dẫn đầu là một gã đàn ông gầy nhỏ, hai người đằng sau cơ bắp phình lên, đứng ở cửa ra vào, tựa như hai tòa núi nhỏ vậy. Gã đàn ông gầy nhỏ đối đầu với ánh mắt tịch kính, cười đến không có ý tốt, thật đúng là ở đây. Sắc mặt tịch kính hơi trắng bệch, tiền tháng trước tôi đã trả lại cho các anh, gã đàn ông gầy nhỏ chật một tiếng, bạn nhỏ, chút tiền cậu trả ấy làm sao mà đủ còn chưa đủ tiền lãi nữa cậu xem lúc nào có thể trả lại tiền đây tôi không có tiền tiền lương mỗi tháng trừ một khoản hắn để lại thì toàn bộ đều dùng để trả nợ hai tháng trước những người này cũng không đến tìm hắn tăng thêm khoảng thời gian này trôi qua quá tốt có đôi khi hắn sẽ quên mất chuyện này lúc này trông thấy những người này tịch kính bỗng nhiên như trở về địa ngục gã đàn ông gầy nhỏ đưa tay ra đằng sau người phía sau đưa một phần hợp đồng lên bạn nhỏ ở đây giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng tháng này phải trả lại toàn bộ tiền tịch kính kinh ngạc không phải nói trả từng tháng sao trước đó căn bản không nói có một điều khoản như vậy hợp đồng ở đây cậu có muốn xem không gã đàn ông gầy nhỏ lắc hợp đồng trong tay chúng tôi đều làm việc theo hợp đồng cậu yên tâm sẽ không làm bừa tịch kính lấy hợp đồng mở ra chỉ vào một tờ trong đó lúc ấy căn bản không có tờ này hắn căn bản không ký trang này gã đàn ông gầy nhỏ cười lạnh chỉ vào chữ ký phía dưới đây không phải chữ ký của cậu à có cần đi giám định bút tích không tịch kính tất nhiên biết chữ của mình nhưng mà mau lên mẹ nó đừng có nói nhảm trả tiền gã đàn ông gầy nhỏ đập một cái lên trên quầy vẻ mặt hung ác tịch kính tức giận đến mức ngực chập trùng không ngừng khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng không biết là tức giận hay là sợ đinh linh ngoài cửa tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi từ bên ngoài vào thấy bên trong nhiều người như thế cũng làm như không thấy tiến vào đi thẳng tới trước quầy mỉm cười hỏi còn đồ ăn không còn một cái bánh gato và một cái bánh mì tịch kính theo bản năng trả lời người đàn ông mặc áo khoác nhìn hai loại bánh lẻ loi trơ trọi trong quầy ngón tay chỉ vào bánh mì cái này đi bao nhiêu tiền 10 đồng người đàn ông mặc áo khoác quét mã trả tiền, lấy được bánh mì cũng không đi. Gã đàn ông gầy nhỏ vốn muốn đợi hắn ta rời đi, ai biết hắn ta lại đứng dựa vào bên cạnh ăn. Chúng tôi có việc riêng cần giải quyết ở đây, cậu ra ngoài ăn đi, gã đàn ông gầy nhỏ rất không khách khí đuổi người. Người đàn ông mặc áo khoác nhíu mày, chủ cửa hàng không yêu cầu khách không thể ăn ở đây, anh là chủ cửa hàng à, con người gã đàn ông gầy nhỏ nhíu lại, nháy mắt với người phía sau hai gã đàn ông cao lớn phía sau lập tức súng lại. Người đàn ông mặc áo khoác lại như không nhìn thấy, giống như cười mà không phải cười nhìn gã đàn ông gầy nhỏ. Gã đàn ông đằng sau giơ tay túng cổ áo người đàn ông mặc áo khoác, tay còn chưa đụng phải, trong cửa hàng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng vang giòn, không ai thấy rõ người đàn ông mặc áo khoác ra tay như thế nào, khi bọn họ nghe thấy âm thanh, thì gã đàn ông động thủ kia đã ngã ngừa dưới đất người đàn ông mặc áo khoác dơ chân đạp lên cổ tay người kia. Một cỗ xe màu trắng sông từ đầu đường lại, khẩn cấp thắng xe trước cửa hàng đồ ngọt, xe vừa dừng hẳn, cửa xe liền bị người đẩy ra. Sơ tranh sông vào cửa hàng đồ ngọt, một mình tịch kính đang dọn dẹp cửa hàng loạn thất bát tao, nghe thấy âm thanh, hắn quay đầu. Nhìn thấy sơ tranh, hốc mắt lập tức đỏ lên, đáy mắt có sương mù mông lung. Sơ tranh đi qua ôm lấy hắn gương mặt tịch kính chôn trong tóc cô ôm cô thật chặt sơ tranh cũng không nói chuyện an tĩnh ôm hắn một hồi sau đó bảo hắn sang bên cạnh ngồi cô đi thu thập những đồ vật bị hư kia một phen lại rót cho tịch kính một ly nước nóng chờ tịch kính trở lại bình thường lúc này mới lấy điện thoại di động ra ấn mở một tấm hình có phải người này từng tới không tịch kính nhìn vào tấm ảnh một chút gật gật đầu hắn giúp tôi giúp cậu sơ tranh ngoài ý muốn giúp cậu cái gì? Tịch kính nhấp môi dưới, tay bưng ly nước chuyển qua chuyển lại, cuối cùng quyết định. Tôi, tôi nợ một chút tiền, những người kia đến đòi tiền, người. Kia giúp tôi đuổi bọn họ đi. À, con chó điên ngụy dập kia sẽ làm loại chuyện này sao? Sơ tranh không tin hắn ta sẽ tốt như thế. Vô sự hiến ân cần, chắc chắn có mục đích gì. Người kia không phải người tốt, lần sau gặp phải hắn ta, không cho phép nói chuyện với hắn ta hắn ta nói cái gì cậu cũng không được phép tin tưởng nhưng hắn giúp tôi mà tịch kính không hiểu người đàn ông kia nhìn rất tốt sơ tranh trầm mặt xuống cậu không tin tôi tịch kính chớp mắt chậm rãi gật đầu ừ tôi nhớ rồi tôi không nói chuyện với hắn cũng sẽ không tin tưởng lời hắn nói sơ tranh ôm hắn một cái thật ngoan về nhà trước đi tịch kính muốn đứng dậy lại bị sơ tranh trực tiếp ôm lên vẻ mặt tịch kính hơi quẫn bách, sơ tranh lại tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói, gần đây cậu cao hơn rồi. Ôm cũng không thoải mái như trước, cao lớn cũng không tốt mà. Ừm, có sao? Có. Trước kia tịch kính không đủ dinh dưỡng, bây giờ mỗi ngày sơ tranh đều nuôi cho ăn ngon uống sướng, không cao lên mới kỳ quái. Tịch kính ngược lại không hề chú ý, hắn trần chờ hỏi, cô không thích, tôi cao lớn sao? Đương nhiên không thích, mẹ nó cậu cao lớn, về sau tôi còn tùy tiện ôm cậu thế nào được, nhưng cô có thích hay không cũng vô dụng, mấu chốt là phải nuôi thẻ người tốt cho thật tốt. Người tốt giống như ta đi đâu mà tìm được chứ? Mi phải biết quý trọng đi, nếu như cô không thích, tôi sẽ không cao." Tịch Kính nhỏ giọng nói. "Cậu cho rằng cậu có thể điều khiển được à? Còn muốn cao thì cao, không muốn cao thì không cao chắc." Cô ngừng lại vài giây, "Không có không thích, cậu thế nào cũng được." tịch kính ôm cổ sơ tranh mái tóc mềm mềm đảo qua cần cổ sơ tranh hơi ngứa giọng nói mềm mềm của thiếu niên vang lên có thật không sơ tranh hít sâu ừ đừng lộn xộn muốn mạng mà sơ tranh ôm tịch kính ra ngoài đặt lên tay lái phụ cẩn thận thắt chặt dây an toàn cho hắn lại lấy chìa khóa giúp hắn đi khóa cửa tịch kính ghé vào cửa sổ xe nhìn sơ tranh sơ tranh xoay người liền đối diện với ánh mắt tịch kính Nhóc con sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn nở nụ cười. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên tịch kính cười loạn với sơ tranh kết cục chính là bị sơ tranh khỏe mạnh sửa chữa một lần. Lúc trở về, tịch kính như có người đuổi theo phía sau hắn vậy, vội vàng lên lầu, bỏ sơ tranh lại đằng sau. Khi sơ tranh đi lên, tịch kính đã vào toilet. Uống sữa bò không? Sơ tranh đứng đằng sau dèm hỏi. Không uống, tôi hâm nóng rồi, ra nhớ uống. Tịch kính ở bên trong ủy khuất nói thầm. Vậy vì sao cô còn muốn hỏi tôi? Tịch kính tắm rửa xong ra ngoài. Nhìn sữa bò vẫn còn ấm. Hơn trần chờ Bưng lên ực một ngụm uống cạn. Tịch kính lên giường trước. Ngủ ở vị trí bên trong. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến khi sơ tranh đi lên. Kéo hắn vào trong lòng. Có phải hôm nay bị dọa sợ rồi không? Tịch kính lắc đầu. Một lát sau lại gật gật đầu. Về sau sẽ không tiếp tục phát sinh loại chuyện này nữa. Đừng sợ." Sơ Tranh nhẹ giọng an ủi hắn. Tịch Kính đột nhiên tránh khỏi cô ngồi dậy, "Tôi, tôi muốn nói với cô một chuyện." Ừ. Dường như Tịch Kính không biết nên làm sao để mở miệng, một hồi lâu sau cũng đều không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Tịch Kính hít sâu một hơi, nói, "Tôi, tôi muốn vay tiền của cô, vay tiền." Ừ, Tịch Kính không giấu giếm Sơ Tranh một năm một mười nói ra chuyện đó cho cô nghe. Về sau tôi sẽ trả cho cô, cuối cùng tịch kính thật lòng cam đoan. Tôi, ánh mắt sơ tranh khẽ chuyển, dường như nghĩ đến cái gì đó, không trả nổi thì sao? Tôi sẽ trả hết, tịch kính hơi phồng má, về sau hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nói nếu như, nếu như, tịch kính nghĩ nghĩ, lắc đầu, kiên định không thôi, không có nếu như, tôi nhất định có thể trả lại. Sơ tranh ra hiệu hắn qua, tịch kính hơi chần chờ, chậm rãi nằm xuống trong lòng sơ tranh. Sơ tranh ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: Nếu cậu không trả nổi, tịch kính nghe xong, cả người đều cứng đờ, bên tai nóng bỏng, phảng phất như muốn bốc cháy. Một hồi lâu sau hắn hàm hồ đáp một tiếng: Được. Sơ tranh hôn lên chán hắn một cái, sáng mai giúp cậu đi trả tiền. Ngày hôm sau sơ tranh hỏi tịch kính vay của ai và một số tình huống cụ thể không để hắn đi theo mà tự mình đi dù sao có một số hình ảnh không thể để cho thẻ người tốt trông thấy sơ tranh cũng xin nghỉ bên nơi làm cho tịch kính tịch kính ở trong nhà một mình hắn không có việc gì trước tiên thu thập phòng một lần sau khi nghĩ xem giữa chưa nấu gì cầm chìa khóa lên ra ngoài mua thức ăn tịch kính mua thức ăn trở về nhìn thấy người đàn ông hôm qua ở trên bậc thang hắn ta dựa vào lan can cầu thang nhìn có vẻ như cố ý chờ hắn tịch kính nghĩ đến lời sơ tranh nói với mình dự định tránh đi trước cho nên quay người rời đi nhưng mà ngụy dập đã trông thấy hắn mấy bước đuổi tới trông thấy tôi sao lại chạy tịch kính tịch kính lui lại mấy bước giữ một khoảng cách với hắn ta anh có chuyện gì không ngụy dập nhíu mày hôm qua tôi cũng xem như đã cứu cậu chứ thái độ của cậu là sao đây cảm ơn anh ngụy dập nhìn chằm chằm hắn vài giây suy đoán có lẽ sơ tranh đã nói với hắn cái gì đó nhưng cũng không quan trọng ngụy dập làm sâu sắc nụ cười giống như dẫn dụ eva ăn trái cấm tất cả đều là không có ý tốt cậu có muốn biết lai lịch của người phụ nữ kia ra sao không tịch kính bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta cậu cho rằng cô ta là người bình thường sao cậu cảm thấy cô ta tốt với cậu như thế là vì cái gì đây ngụy dập tới gần tịch kính đi vòng quanh hắn, cậu thích cô ta đúng không? Tịch kính bỗng nhiên siết chặt tay cầm túi. Ngụy dập tiếp tục nói, nhưng cô ta đã từng nói cô ta thích cậu chưa? Cô ta xem cậu như cái gì? Một thứ đồ chơi tinh mỹ à? Không, mới không phải. Cô, Ngụy dập có chừng có mực, lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa qua. Nếu như cậu muốn biết nhiều hơn, thì hoan nghênh tới tìm tôi, tôi rất tình nguyện giải đáp cho cậu. Tịch kính từng nhìn thấy loại thẻ này ở chỗ sơ tranh. Tôi, tịch kính ngẩng đầu, phát hiện trước mặt mình trống rỗng, làm gì còn bóng dáng của người vừa rồi nữa. Danh thiếp trong tay tịch kính bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm tấm danh thiếp này hồi lâu, đi về phía thùng rác cách đó không xa. Tay cầm tấm thẻ kia để trên không của thùng rác, nhưng mà hồi lâu sau cũng không buông ra. Cậu có vứt không, không vứt thì đừng cản trở. Đằng sau có người nói chuyện. Tịch Kính thu tay lại, nghiêng người, cúi đầu nói xin lỗi, xin lỗi, sau đó xoay người cấp tốc chạy lên lầu. Hắn cầm tấm thẻ kia về đến nhà, trong đầu toàn là lời người kia nói, "Nhưng cô ta đã từng nói cô ta thích cậu chưa? Cô ta xem cậu như cái gì? Một thứ đồ chơi tinh mỹ à?" Đồ chơi sao? Tịch Kính siết chặt thẻ trong tay. Không biết qua bao lâu, Tịch Kính bỏ tấm thẻ kia vào trong túi cuối cùng dường như nghĩ đến cái gì đó, lại lấy ra nhét vào trong ngăn tủ. Tịch kính làm xong cơm trưa chờ sơ tranh trở về, kết quả giữa trưa sơ tranh cũng không trở về, cũng không gửi tin nhắn cho hắn. Tịch kính nhìn đồ ăn đã nguội, tâm tình xa sút Anh, Trần bội bội bám lấy khung cửa, thận trọng gọi một tiếng, trong mắt cô bé tràn đầy khát vọng, còn nuốt một mụn nước bọt. Tịch kính chỉnh đốn lại tâm tình, đói bụng à trần bội bội gật đầu tịch kính cho trần bội bội vào hắn hâm thức ăn lại ăn đi ngày hôm nay trần bội bội tan học trở về phát hiện trong nhà không có ai đồ ăn cũng không có trước đó cô bé đã ngửi được mùi thơm rồi đi qua nhưng sợ sơ tranh cho nên vẫn luôn không lên tiếng cuối cùng phát hiện dường như sơ tranh không ở nhà cuối cùng thật sự nhịn không được nữa anh anh không vui sao tịch kính sững sờ rất nhanh liền lắc đầu không có mà, nhưng nhìn anh có vẻ rất khó chịu. Tịch Kính, có sao? Tịch Kính không muốn nói vấn đề này với Trần Bội Bội, căn dặn cô bé, anh không khó chịu, em mau ăn cơm đi kẻo lại đi học trễ. Dù sao Trần Bội Bội cũng là đứa trẻ nhỏ, không nghĩ được nhiều như vậy. Tịch Kính nói không có, cô bé cũng tin tưởng, thật lòng bắt đầu sới cơm. Anh, anh thật tốt, lớn lên em nhất định phải gả cho anh. Lời trẻ con nói không hề cố kỵ mở miệng chính là một câu như vậy tịch kính cũng không để trong lòng nhưng mà một giây sau hắn đã nhìn thấy sơ tranh đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào sắc mặt sơ tranh rất kém đặc biệt là khi trông thấy trần bội bội ánh mắt kia tịch kính cũng hoài nghi cô sẽ động thủ tịch kính không khỏi có loại cảm giác khẩn trương như bị người ta bắt quả tang khi đang làm việc xấu nhưng nghĩ lại hắn lại không làm chuyện gì có lỗi với cô vẫn rất sợ tịch kính khẩn trương đứng lên Cô, cô về rồi, ăn cơm chưa? Khi Sơ Tranh xuất hiện, Trần Bội Bội liền co lại thành một cục, tội nghiệp ôm bát. Sơ Tranh vào nhà, buông đồ vật trong tay xuống, tiến vào toilet. Tịch kính căn dặn Trần Bội Bội, em mau ăn đi, sau đó cùng tiến vào toilet. Sơ Tranh đang rửa mặt, từ trong gương nhìn thấy hắn tiến vào, cũng không nói chuyện. Nhà Bội Bội không có ai ở nhà, cô cũng không trở về, cho nên tôi để cho con bé vào ăn tịch kính còn chưa nói hết lời đã bị sơ tranh kéo qua ấn ở bên cạnh toilet đã được tu sửa một lần mặc dù nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ sáng ngời phía sau lưng thiếu niên dựa vào gạch men lạnh buốt edit bài hạ lan tâm nhiên anh ơi em ăn xong rồi em đi học đây giọng nói của trần bội bội truyền vào cảm ơn anh nha đi học chậm một chút một hồi lâu sau bên trong mới có âm thanh có chút mập mờ không giống như giọng nói trần bội bội quen thuộc lắm trần bội bội nghi hoặc nhưng cũng không dám quá tìm tòi nghiên cứu rất nhanh rời khỏi phòng tịch kính vịn vai sơ tranh hơi thở hổn hển cô sao thế lớn lên em nhất định phải gà cho anh câu nói này khiến tịch kính hơi sững sờ gà cho hắn một lát sau kịp phản ứng cô lặp lại lời trần bội bội lời trẻ con nói không xem là thật được tịch kính thấp giọng giải thích rõ cô tức giận vì câu nói kia sao sơ tranh rất nhanh tỉnh táo lại ngày hôm nay gặp phải chút chuyện điện thoại hết pin chờ tôi rất lâu tịch kính còn đang suy nghĩ xem làm sao để giải thích với cô sơ tranh đột nhiên nói một câu như vậy hắn phản ứng chậm nửa nhịp sơ tranh là đang giải thích với hắn vì sao cô lại về trễ không lâu lắm tịch kính thăm dò hỏi cô gặp phải chuyện gì sơ tranh chú cảnh sát mời ta uống trà đỡ bà lão băng qua đường sơ tranh thuận miệng nói mò a à, tịch kính nghi hoặc cần lâu như vậy sao bà lão nhiều đáy lòng tịch kính biết sơ tranh không muốn nói với mình ngay cả tìm lý do cô cũng không để tâm như thế tịch kính rất hiểu chuyện không tiếp tục hỏi còn có cơm và đồ ăn ăn cơm không cơm thưa cho ta ăn đồ ăn trẻ danh ăn còn dư lại có ý gì đây ta ở trong lòng mi còn kém hơn cả một đứa trẻ trâu sao ngoặc kép chấm tịch kính đi nấu cho sơ chanh một tô mì. Sơ chanh ném đồ vừa rồi cô buông xuống cho tịch kính. Tiền nợ đã trả hết. Tịch kính cầm phần văn kiện kia. Một hồi lâu không lên tiếng. Sơ chanh nhanh chóng ăn xong mì. Thấy hắn còn ôm văn kiện ngây ngốc ngồi ở đó. Nghĩ gì thế? Tịch kính hoàn hồn. Không có. Hắn hoảng hốt tìm giấy và bút đến. Siêu siêu vẹo vẹo viết một tờ phiếu nợ. Ký tên lên. Sau khi ấn dấu tay xong thì giao cho sơ tranh về sau sẽ trả cho cô, sơ tranh mò xuống đầu hắn, không trả được cũng không sao, dù sao cậu cũng là của tôi. Tóc thiếu niên bị xoa loạn thất bát tao, trên gương mặt tinh xảo trắng nõn lộ ra mấy phần đỏ ửng. Cô, cô thích tôi sao? Ngón tay sơ tranh xẹt qua chán hắn, mi tâm, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt trên sống mũi hắn, bằng không thì sao? Tịch kính nắm chặt văn kiện trong tay, vậy cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cô làm gì không? Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn hắn, hồi lâu không nói chuyện, lông mi tịch kính hơi rủ xuống, "Là tôi nhiều chuyện, xin lỗi." Dáng vẻ thiếu niên xa sút, tự dưng lộ ra mấy phần cô tịch đáng thương. Tới đây, Sơ Tranh vươn tay. Thiếu niên hơi chần chừ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên tay cô, ngồi vào trong lòng cô. "Công việc của tôi, trừ phá sản thì chính là nuôi anh đó." Sơ Tranh giải thích đơn giản việc nguyên chủ làm một lần tịch kính nghe đến ngơ ngẩn nhưng kết hợp với hành vi của hai người trước đó tịch kính đại khái lại có thể hiểu được cô có thể đi rất nhiều nơi sao không thể tôi chỉ có thể sống ở thế giới này sơ tranh nói bởi vì tôi thuộc về thế giới này mới là lạ tịch kính như có điều suy nghĩ một hồi lâu sau hắn từ từ lấy tấm thẻ kia ra người kia cho tôi vẻ mặt sơ tranh trong nháy mắt trầm xuống cậu đi vào rồi đi vào chỗ nào tịch kính lắc đầu không sáng hôm nay tôi mới nhận được sơ tranh xoay tấm thẻ kia ánh mắt đột nhiên quét về phía tịch kính trước đó cậu không có ý định lấy ra tôi đáy lòng tịch kính thình thịch nhảy dựng lên cánh môi hé mở không biết nên giải thích thế nào tịch kính sợ sơ tranh tức giận quyết định ăn ngay nói thật hắn hắn nói nếu tôi đến tìm hắn là có thể biết được hết thảy mọi chuyện về cô hắn còn nói còn nói cái gì còn nói cô chỉ coi tôi là một món đồ chơi không phải thật sự thích tôi con mẹ nó con chó điên ngụy dập này được lắm còn châm ngòi ly dán đến đây luôn rồi cậu cũng cảm thấy như vậy tịch kính nắm vạt áo đến thay đổi hình dạng em cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua quan hệ của chúng là ta như thế nào bọn họ từng làm rất nhiều chuyện thân mật nhưng cho tới bây giờ sơ tranh cũng không hề nói rõ ràng với hắn quan hệ của bọn họ là như thế nào thật giống như cô chỉ đang nuôi một con thú cưng anh cảm thấy đối với ai em cũng tốt như vậy tịch kính nghĩ nghĩ lắc đầu khoảng thời gian này trôi qua cô trừ chăm sóc mình thì đối với những người khác đều lạnh lùng đứng ngoài quan sát cho dù ngẫu nhiên ra tay giúp đỡ cũng là dáng vẻ không kiên nhẫn chỉ có mình có thể ngồi xe của cô hưởng thụ sự chăm sóc của cô mỗi sáng sớm mở mắt là có thể trông thấy cô cùng cô hôn Tịch Kính đột nhiên cảm thấy có phải là mình yêu cầu hơi nhiều rồi không? Đáy lòng của hắn hoảng hốt, bối rối kéo tay áo sơ tranh, lời nói không được mạch lạc, "Em đừng nóng giận, là anh, là anh yêu cầu quá nhiều, về sau anh sẽ không hỏi nữa, em đừng bỏ lại anh, có được không?" Ánh mắt thiếu niên bị bịt kín bằng một tầng hơi nước, trên gương mặt tinh xảo trắng nõn, chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi, giống như chó con sắp bị vứt bỏ một hơi của sơ tranh bị chặn trong ngực lên không được xuống không xong rõ ràng là mi chất vấn trước sao bộ dáng lúc này lại như ta làm sai thế này tức giận cho dù em chỉ coi anh như đồ chơi mà nuôi anh anh cũng chấp nhận chỉ cần em đừng rời bỏ anh giọng nói của tịch kính rất yếu ớt giống như cực kỳ khốn khổ đây là thứ duy nhất mà hắn có thể bắt lấy hắn không muốn mất đi sơ tranh hít sâu thở ra bình tĩnh nói em không xem anh như đồ chơi mà nuôi tịch kính em xem anh là bạn trai anh đừng tự quyết định vị trí cho mình có nghi vấn gì thì trực tiếp đi hỏi em trong đầu tịch kính ong lên một tiếng trong máu giống như có thứ gì đó đang cuộn trào bị khuấy động đến sôi trào tay nắm lấy tay áo sơ tranh càng dùng sức hơn thì thao hỏi bạn bạn trai sao bằng không thì anh cho rằng là gì hầu kết tịch kính nhấp nhô đến mấy lần thanh âm khô khốc, anh, anh có thể chứ? Chỉ có anh có thể, chỉ có anh có thể, chỉ có hắn sao? Nước mắt trong hốc mắt tịch kính cuối cùng cũng không nhịn được, im ắng rơi xuống, một giây sau thiếu niên bỗng nhiên dùng tay lau đi. Cô không thích con trai khóc. Nước mắt vẫn còn dính trên khóe mắt tịch kính, khóe môi lại nhịn không được dương lên, lộ ra nụ cười. Sơ tranh nhìn đến hơi thất thần, một hồi lâu sau mới mò xuống đầu hắn. Không rõ ý vị mà nói, Tịch Kính trưởng thành nhanh lên, hả? Một hồi lâu sau, Tịch Kính khẩn trương hỏi, "Phải, phải trưởng thành, anh mới có thể làm bạn trai của em sao?" Sơ Tranh, "Không phải, Sơ Tranh trầm mặt xuống, rửa chén đi." Tịch Kính, Tịch Kính thu thập xong bát đũa trên bàn, mãi đến khi hắn bắt đầu rửa chén, mới phản ứng được lời kia của Sơ Tranh là có ý gì, trái tim xém chút bởi vì chịu phụ tải quá lớn mà nổ tung cả khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên màu ửng đỏ